Xin chào tất cả các anh em. Và sau cái bản function Node.js full map cũ thì có khá là nhiều anh em muốn mình làm một bản function và không full map. Thì hôm nay mình xin làm cho anh em cái bản này. Bản function không full map. Và trong bản này thì có những gì? Anh em cùng xem nhé. Đấy, như anh em nhìn thấy luôn, đó là call game rất là nhiều, 2 tỷ 147 triệu, con số mà nói chung là số mắc của game luôn đấy. Còn trăm mấy số lẻ lẻ đằng sau thôi, bỏ qua đi. Đó, anh em nhìn thấy đấy, cái min để kẹo ấy thì cũng khá là nhiều, 15 chỗ kẹo. Đây là cái để vào đấu Battle cho nó lên đến 156 triệu. Vậy nên là thoải mái, không phải lo hết được cái con số này. Rồi đến các Tây Plain nhé. Và theo như nguyện vọng của anh em ấy thì anh em muốn mình nhắn tin và muốn mình làm cái bản này cũng mắc LV của các plane luôn. Và mặc dù là không full map nhưng mà các cây đều đã được mở khóa hết luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy ấy. Tất cả luôn. Tất cả đều đã được mở khóa, kể cả cây cũ hay cây gì đấy của 6.8 hay là, và bây giờ là bản mới nhất là 6.9 ấy, thì cũng đã được mở khóa hết. Và mình cũng chia sẻ luôn là bản không săn Node.js bây giờ ấy thì hiện tại là chỉ có đến Shadow Pierce Shooter thôi nhá. Còn đâu các cái cây về sau này, có cái cây cuối này thì tất nhiên là mình cũng có bản này, nhưng mà bản này thì mình chưa thể chia sẻ ngay được, bởi vì nếu mà chia sẻ ra thì cái version 6.9.1 trên CH Play ấy, chưa chính thức ra trên đấy, chưa ra trên đấy mà mình đã ra cái bản không săn không không săn Node.js tất cả các cây rồi thì đúng là chỉ được mấy ngày là xong game thôi. Và hiện tại mình mới chỉ mở tất cả các min lên, các min của cây đến Shadow Pierce Shooter để cho các anh em cùng trải nghiệm cái bản mới của 6.9 này. Và tất nhiên là các cái này thì cũng đã được mốt nâu ra hết rồi, và các cái này đã mở như thế vậy rồi và nó cũng rất là bá đạo rồi. Thật sự nếu mà mở hết thì đúng là anh em chơi nhàn chán thôi, chưa kể đến khi mà cũng như bảo là mốt cái không săn này lại cần kết hợp thêm với cả bất tử hay là mốt đam mạnh hay là đam vô hạn gì đấy nữa. Thì cái đấy thì nói chung là mình bốt để cho anh em là tham khảo và gọi là phù hợp với những các anh em mà chơi chơi game theo kiểu trải nghiệm ấy, là để biết được cái sức mạnh của cây đấy, thì là mình bốt để tạo cho ra các bản đó thôi. Còn bây giờ thì anh em cùng xem các cái bản map nhé. Anh em có thể nhìn thấy các map đều chưa chơi bởi vì nó là không full map mà. Và các anh em cũng yên tâm là cái lỗi của version 6.9.1 ấy, cái lúc mà mới có mới 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 ra bị lỗi đấy thì hay bị con game ấy, thì thực ra thì cái lỗi đấy ấy, nó anh em chạm nhiều lần thì cũng sẽ vào thôi. Còn đâu là từ video trước rồi đến video này thì anh em yên tâm là cái lỗi đấy nó sẽ không còn, bởi vì mình cũng fix cái lỗi đó rồi, cho nên là anh em sử dụng yên tâm là không còn cái lỗi đó nữa.
các cái bác đều đã được mở khóa và chưa chơi màn nào cả. Và trong quá trình sử dụng ấy thì là anh em có gì thắc mắc thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình theo cái đường link Face. Đấy, và đường link Face và các đường link mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video này. Vậy nên là anh em kích vào hiển thị thêm để tải nhé. Và các cái cách chép file của plainlevel.rton và pp đạt ấy, mình cũng để ở dưới và có các cái đường link chép hướng dẫn kèm theo. Và tới đây thì mình xin kết thúc video này và chúc anh em tất cả các anh em một ngày vui vẻ.